30 tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua. Ở những phút sắp tới đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 22 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, theo đài quan sát, cơn bão mạnh Doksuri đã mạnh lên thành siêu bão. Tính đến 8 giờ sáng ngày 22 tháng 8, tâm bão ở vào khoảng 1.210 km trên khu vực phía đông, đông nam Hồng Kông. Sức gió duy trì cao nhất vùng gần tâm đạt 205 km/h. Đài quan sát dự đoán rằng siêu bão Doksuri sẽ đi vào phạm vi 800 km tính từ Hồng Kông vào thứ Tư, sau đó di chuyển về phía Đài Loan và đổ bộ vào bờ biển Phúc Kiến. Đài quan sát cho biết họ sẽ đánh giá mối đe dọa đối với Hồng Kông dựa trên đường đi và cường độ dự đoán của Doksuri. Đồng thời, xem xét liệu có cần thiết phải phát tín hiệu cảnh báo số 1 hay không. Theo thông tin theo dõi xoáy thuận nhiệt đới của Đài Thiên văn Hồng Kông, cơn bão mạnh Doksuri đã mạnh lên thành siêu bão vào lúc 2 giờ sáng theo giờ Hồng Kông và tiếp tục mạnh thêm. Tính đến 8 giờ sáng, tốc độ gió duy trì tối đa vùng gần tâm 205 km/h. Đài quan sát dự đoán rằng Doksuri sẽ tập trung ở vị trí cách Hồng Kông 800 km vào lúc 8 giờ sáng ngày 23 tháng 8, sau đó đi vào phạm vi 800 km. Khi đó, tốc độ gió duy trì cao nhất gần tâm sẽ đạt 185 đến 195 km. Sau đó, nó sẽ suy yếu thành một cơn bão mạnh và di chuyển về phía Đài Loan và đổ bộ vào bờ biển Phúc Kiến. Theo đài quan sát, tính đến 8 giờ, tâm điểm siêu bão Doksuri cách thủ đô Manila khoảng 520 km về phía đông bắc. Đài quan sát dự đoán rằng Doksuri sẽ di chuyển đến eo biển Luzon trong một hoặc hai ngày tới, sau đó có thể di chuyển đến bờ biển phía đông của Quảng Đông và cũng có thể tiếp cận khu vực phía nam của Đài Loan. Bị ảnh hưởng bởi luồng không khí sụt lún bên ngoài của cơn bão, thời tiết ở Nam Trung Quốc sẽ tiếp tục nắng nóng vào giữa tuần này. Mưa rào và dông lớn do nhiệt độ cao kích hoạt sẽ ảnh hưởng đến khu vực này. Đài quan sát cũng chỉ ra rằng thời tiết bất ổn liên quan đến Doksuri sẽ ảnh hưởng đến bờ biển phía Nam Trung Quốc vào cuối tuần này và khu vực này có khả năng nhiều gió. Thời tiết tại Hồng Kông ngày 22 tháng 8 đa số là đẹp. Ban ngày sẽ nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tối đa khoảng 35 độ, sau đó có mưa rào vài nơi kèm gió nhẹ. Đài quan sát đã đưa ra một cảnh báo thời tiết đặc biệt để nhắc nhở người dân rằng thời tiết rất nóng và nhiệt độ cao vẫn tiếp tục. Mọi người nên chú ý đến tình trạng sức khỏe của mình, uống nhiều nước và thực hiện các biện pháp phòng ngừa say nắng đầy đủ, tránh tập thể dục ngoài trời vất vả. Nếu cảm thấy không khỏe, vui lòng tìm tư vấn y tế càng sớm càng tốt. Hôm qua, khu vực Nam Trung Bộ của tỉnh Hà Nam có mưa lớn, lũ lụt xảy ra ở nhiều nơi, người dân lội bì bõm trong nước. Tại thành phố Nam Dương, một số con đường bị ngập, các cửa hàng đối diện với đường bị ngập và nhà của người dân bị ngập. Theo Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Nam, từ tối ngày 21 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 có mưa lớn ở Nam Dương, Trúc Mã Điếm, Bình Định Sơn và những nơi khác ở tỉnh Hà Nam và mưa lớn cục bộ. Để đối phó với lượng mưa lớn, chính quyền quận Xin Ye, thành phố Nam Dương hôm qua đã cử nhân viên thực hiện các hoạt động khẩn cấp và kiểm soát lũ lụt, đồng thời tạm thời đóng các đoạn đường lội nước tập trung để sửa chữa điện và cống rãnh. Có rất nhiều nước trên đường ở huyện Xin Ye, thành phố Nam Dương, người dân phải sắn ống quần lội qua nước. Mực nước lên đến ngang bắp chân. Một số người dân cho biết, từ 19 giờ ngày 21 tháng 8, trời bắt đầu mưa kèm theo gió giật mạnh và sấm sét. Phải đến 21 giờ, nước ở một số khu vực mới ngập đến ngang bắp chân, mưa mới bắt đầu ngớt. Tại thành phố Đặng Châu, cách huyện Xin Ye hơn 30 km, cũng có mưa lớn, người dân địa phương cho biết. Khi trời đổ cơn mưa đầu tiên, bà đã chạy thục mạng trốn vào mái hiên bên đường. Không ngờ trời mưa to gió lớn, bà trốn trong mái hiên bị ướt sũng. Được biết, đài quan sát khí tượng Nam Giang đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ vào lúc 11 giờ 31 phút đêm ngày 21 tháng 8. Và cảnh báo này chưa được dỡ bỏ cho đến 3 giờ 09 phút sáng ngày 22 tháng 8. Hiện tại, lượng mưa ở khu vực đô thị Nam Dương và các thị trấn, đường phố thuộc quyền quản lý đã suy yếu đáng kể. Do lượng mưa tích lũy ở một số khu vực đang trong giai đoạn đầu, nên vẫn có thể gây ra các thảm họa thứ cấp như lũ lụt trên núi ở các lưu vực sông nhỏ, ngập úng đô thị và ngập úng đất nông nghiệp. Theo quan sát của Đài quan sát khí tượng Hà Nam, từ 4 giờ chiều hôm 21 tháng 8 đến 6 giờ chiều 22 tháng 8, phía Tây Nam và Nam tỉnh Hà Nam có mưa rào và dông từ nhẹ đến vừa, đồng thời có mưa to và mưa lớn cục bộ ở Nam Dương, Tín Dương, Trúc Mã Điếm và Bình Định Sơn. Trong đó có 148 trạm mưa có lượng mưa vượt quá 50 mm và 22 trạm có lượng mưa lớn hơn 100 mm.
Các trạm có lượng mưa lớn nhất là trạm Nam Giang và trạm Bạch Mã Yển ở Đường Hạc, cả hai đều đạt 196,7mm và cường độ mưa mỗi giờ tối đa là 92,8mm tại trạm Trương Điếm ở Đường Hạc. Hiện tại, tiếng vang lượng mưa của radar cho thấy vành đai mưa đang dần di chuyển về phía đông ra khỏi tỉnh Hà Nam. Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Nam dự đoán rằng tỉnh này sẽ nhiều mây vào chiều ngày 22 tháng 8 và đợt mưa hiện tại sẽ kết thúc. Vào ngày 23 tháng 8 và ngày 24 tháng 8, tỉnh Hà Nam sẽ có thời tiết nhiều mây và mưa vừa. Vào 2 ngày tới, ở hầu hết tỉnh Hà Nam sẽ có mưa nhẹ. Chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, Aniwe, tỉnh Tứ Xuyên đêm thứ hai gặp thời tiết đối lưu mạnh, sức gió tối đa đạt cấp 13. Theo Cục Khí tượng, đây là giá trị tốc độ gió lớn nhất kể từ khi có số liệu khí tượng địa phương. Tính đến 9 giờ sáng thứ ba, thời tiết đối lưu mạnh đã khiến ít nhất 20 người bị thương nhẹ và 16 người đã xuất viện cho đến nay. Theo Ban tuyên giáo huyện ủy Aniwe Tứ Xuyên, từ 20 giờ ngày thứ hai đến 11 giờ ngày thứ ba, huyện Aniwe đã trải qua một trận mưa lớn ngắn ngày kèm theo gió mạnh và mưa đá. Lượng mưa trên địa bàn huyện lên tới 91,7mm, sức gió tối đa là 13, tốc độ gió đạt 37,4m/s. Một số khu vực bị ngập úng, hư hỏng nhà cửa, cây cối và công trình trên đường bị đổ. Bị ảnh hưởng bởi mưa bão, tổng cộng khoảng 10.000 người dân địa phương bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, 20 người bị thương nhẹ, 16 người trong số đó đã xuất viện. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 5,6373 triệu nhân dân tệ, trong đó khoảng 300 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, 103 ngôi nhà bị hư hỏng. Theo dữ liệu khí tượng thời gian thực từ Đài quan sát khí tượng Trung ương, lượng mưa trong một giờ ở quận Aniwe đạt 66,2mm vào lúc 11 giờ tối thứ hai, đứng đầu cả nước về lượng mưa trong cùng thời kỳ. Theo những hình ảnh trên mạng, các phương tiện trên đường ngập nước, các tòa nhà đổ sập và treo lơ lửng trên lầu. Người dân còn phát hiện nhiều hạt mưa đá to bằng quả trứng trên ban công. Sau vụ việc, một số cư dân địa phương nói rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy một cơn gió mạnh như vậy. Cũng có những bức ảnh chụp màn hình trò chuyện trực tuyến nói rằng một gia đình 3 người trên nóc tòa nhà Đông Cảnh Câu ở Aniwe đã bị thổi bay và Ban Quản lý Đô thị đang tìm kiếm các xác chết ở khắp mọi nơi trong Đông Cảnh Câu. Sau đó, quan chức này bác bỏ tin đồn, nói rằng sau khi điều tra bởi sở cứu hỏa, cảnh sát, văn phòng, đường phố và cộng đồng, không có gia đình 3 người nào bị thổi bay. Ngoài ra, khu vực đô thị chính của Trùng Khánh cũng gặp gió mạnh vào sáng sớm ngày thứ hai, cây cối trên đường bị quật đổ. Đài quan sát khí tượng Trùng Khánh trước đó đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh. Dự kiến từ 0 giờ đến 18 giờ ngày thứ hai, ở các quận Đồng Nam, Hợp Xuyên, Ngọc Trung, Cửu Long Pha và các khu vực khác sẽ có mưa to kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như sấm sét, gió giật mạnh và mưa đá cục bộ. Thưa quý vị, trận động đất 5,8 độ Richter xảy ra ở Đại Linh Nha, quận Hải Tây, Thanh Hải, lớn nhất trong 5 năm có độ sâu tiêu cự 8 km. Theo đo lường chính thức của mạng lưới địa chấn Trung Quốc, vào lúc 10 giờ 21 phút sáng Chủ nhật, một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Đại Linh Nha, quận Hải Tây, tỉnh Thanh Hải, với độ sâu tiêu cự là 8 km, tâm chấn nằm ở 38,44 độ Vĩ Bắc và 97,37 độ Kinh Đông. Theo danh mục báo cáo nhanh của mạng lưới động đất Trung Quốc, tổng cộng có 22 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên đã xảy ra trong phạm vi 200 km xung quanh tâm chấn trong 5 ngày qua và trận động đất lớn nhất là trận động đất này. Đại Linh Nha, tâm chấn là một phần của quận tự trị Mông Cổ và Tây Tạng của tỉnh Thanh Hải và là trung tâm chính trị, giáo dục, khoa học và công nghệ và văn hóa của tỉnh. Khu đô thị ở độ cao 2.980m so với mực nước biển, nhiều ánh sáng mặt trời, ít mưa và nhiều gió, năng lượng gió và tài nguyên khoáng sản phong phú, có sông Bayin chảy qua thành phố. Thành phố có diện tích 28.000km², quản lý 3 phố, 3 thị trấn và 1 thị trấn, dân số năm 2012 khoảng 100.000 người. Theo thông tin mới nhất từ Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan, vào lúc 6 giờ 11 phút sáng ngày 20 tháng 8, tại Đài Loan đã xảy ra một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter với độ sâu 15,3 km, tâm chấn cách Hoa Liên phủ 7,8 km về phía Tây Bắc, thuộc thị trấn Tú Lâm, huyện Hoa Liên, huyện Nam Đầu và thành phố Đài Trung có cường độ động đất tối đa là 4 độ Richter và không có báo cáo về thương vong hay thiệt hại. Một trận động đất có cường độ 3,1 độ Richter khác cũng đã xảy ra ở Dương Châu, Giang Tô với tâm chấn sâu 11 km. Theo đo lường chính thức của mạng lưới động đất Trung Quốc, vào lúc 9 giờ 39 phút thứ Năm, một trận động đất mạnh 3,1 độ Richter đã xảy ra tại quận Giang Đô, thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, tâm chấn ở tọa độ 32,66 độ Vĩ Bắc, 119,78 độ Kinh Đông, độ sâu tiêu cự 11 km.
Được biết, trong vòng 5 năm qua đã xảy ra tổng cộng 19 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên trong bán kính 200 km xung quanh tâm chấn. Trận động đất lớn nhất là trận động đất 5,0 độ Richter xảy ra vào ngày 17 tháng 11 năm 2021 tại khu vực biển thuộc huyện Đại Phong, thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, cách tâm chấn 161 km. Theo các chuyên gia, tỉnh Giang Tô nằm ở phía đông của khối Dương Tử trong mảng Á Âu, ngoại trừ phần giữa của đới đứt gãy Talu có quy mô lớn, quy mô và hoạt động của các đứt gãy khác đều hạn chế. Điều này cũng khiến hoạt động động đất tổng thể ở Giang Tô thuộc mức độ thấp. Trận động đất sẽ không gây ra tác động hủy diệt và chỉ có ở khu vực gần tâm chấn là hơi cảm nhận được. Do đó, các khu đô thị chính của Dương Châu và Thái Châu thực tế cách tâm chấn một khoảng cách nhất định nên hầu hết người dân ở các khu vực đô thị chính của hai thành phố sẽ không cảm nhận được động đất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.